quá, giống như hồi đó chị bận áo cưới làm cô dâu vậy đó. Dẹp ngày canh mắt đó đi nha. Ngày xưa tôi đẹp lắm á, tự giờ tôi 2-3 lửa rồi nên tôi mới thành cái thùng tonô đó. Ê mà nè. Dạ. Chị thấy em thử áo cưới 7-8 lần rồi đó. Lần này chắc ăn chưa vậy? Hả? Mà sao ông Bình đâu không đi với em? Em hẹn ổng 10 giờ đến đây nè. Mà đúng 10 giờ ổng mà không tới, em sẽ hủy hôn luôn, không cưới hỏi gì hết. Trời, nói tầm bậy vậy. Đang bận áo cưới không có được nói chuyện xui đó nha cô nương. Đàn ông bây giờ không phải dễ dụ đâu. Ý gì nói là em dụ ảnh để cưới em hả? Chứ còn gì nữa. Em mà không dụ nó dễ giàu gì nó chịu cưới em. Ừ, để coi em sẽ gọi điện thoại cho ảnh. Coi coi là ảnh dụ em hay là em dụ ảnh nha. Để coi. Đẹp quá. Cái này đẹp nè. Sao vậy? Sao nó không nghe máy hả? Dám tắt điện thoại của mình. Đàn ông như vậy á, cưới về làm gì hả chị? Lẽ ra sáng nay em phải cùng đi với nó tới đây mới đúng á. Sáng nay em đi công việc, xong rồi em ghé đây luôn. Hẹn ổng 10 giờ thì ổng 10 giờ phải có mặt chứ. Vậy mà bây giờ ngủ ở nhà nữa. Thôi, ráng chờ nó tỉnh dậy đi, chứ em là hết cơ hội rồi đó. Trong từ điển của em không có từ chờ đợi nha chị. Trời ơi, lì quá trời, gọi không bắt, nhắn lên nữa. Hả? Chia nữa hả? Trời ơi, năm 365 ngày chia tay 367 lần là sao? Chia hoài. Nó gọi kìa. Ê khoan, nhạc chờ hay quá, để cho chị nghe hết bài coi. Anh đang ở đâu? Ở nhà chứ đâu. Em làm gì mới sáng sớm nạt nộ anh sùm vậy? Bộ thiết kế của anh có vấn đề gì hả? Gì vậy? Anh nói gì á? Nếu như má em không đòi sống đòi chết bắt em cưới ổng á thì em đã chia tay ổng từ lâu lắm rồi. Kìa, nó gọi kìa. Trời ơi, má em linh ghê. Mới nhắc đã gọi rồi. Con nghe nè má. Con đi thử đồ cưới chưa? Nè, con đang thử đồ cưới nè, má thấy chưa? Đây. Hello, chào chị. Con gái chị bận đồ cưới đẹp lắm, yên tâm. Vậy thì được rồi. Má nói con nghe nè, kỳ này á, sữa bò có nhiều mà má bán cũng được giá nữa. Nên con coi cái nào mà đẹp nhất, mắc nhất mà lựa đồ nhập nha con. Trời ơi, má nói giống như là con gái má vô dụng lắm vậy đó. Tiền đám cưới phải để cho má lo. Con đừng có nói như vậy. Má nói rồi, con mà lấy chồng mà má lo hết từ A tới Z cho. À mà thôi, không có thuê gì hết, mua luôn. Thấy chưa, má em còn sợ em ế nữa đó. Nè má, con gái của má không phải là hàng tồn kho đâu nha. Thôi con nói nhỏ thôi, con nói lớn vậy Bình nó nghe được đó, nó bỏ chạy sao? Ủa, mà sao má không thấy Bình đâu hết trơn vậy? Thằng Bình đó anh. Dạ, anh Bình ảnh đang thử đồ ở phía trong. Má có nhắn lại gì với ảnh không? Má nói đi, con sẽ nhắn lại. Không, thì má không thấy nó, má hỏi vậy thôi. Mà má nói rồi đó nha, thầy Tư đã nói á, là trong năm nay á, nhất định là phải cưới. Con á, mà quản tới quản lui hoài á, là coi như là con ế luôn đó. Con biết rồi. Nghe má dặn chưa? Tại sao số phận của em là để cho ông thầy Tư nào đó quyết định? Em không thể nào để chuyện đó xảy ra. Em sẽ thay đổi vận mệnh của mình. Cái đó gọi là định mệnh rồi cô ơi. Làm sao mà biết được ông Bình có phải là định mệnh của em hay không? Cho đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao ngày xưa em có thể yêu được ông Bình. Ông Bình ngoại trừ cái chuyện ông hiền lành ra nha, là ông bù khúi bạn bè nhậu nhẹt nè. Bạn bè mà hỏi mượn tiền là ông đem hết tất cả tiền trong nhà ra đưa cho bạn bè. Chưa kể ông còn ở dơ. Còn trí nhớ của ổng thì như một dòng sông lơ đãng. Ôi trời ơi. Trời cái gì? Cái đó mới gọi là đàn ông đó. Sống tốt với bạn bè vậy mới được chứ. Chứ em lấy một cái người mà tính toán chi ly rồi kỹ lưỡng như đàn bà thì làm sao em ở đời được. Những người như vậy em cũng sẽ không lấy nha chị. Kỳ này em phải suy nghĩ thật kỹ về chuyện quỷ hôn với ông Bình. Xin chào, tôi tên là Bạch Dương, 30 tuổi, giám đốc nội dung của tạp chí thời trang Nomad. Còn đây là Thiên Bình, đồng nghiệp kim luôn chồng sắp cưới của tôi. Chúng tôi quen nhau được 3 năm và hùng tìm mua một căn hộ thật đẹp để góp gạo thỏi cơm chung. Nhưng có lẽ bọn tôi chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân. Còn đây là Thu Ngân, bạn thân cùng trường đại học và cũng là người theo chồng bỏ cuộc chơi sớm nhất. Nhưng xui thay, Ngân lại chọn tiến sĩ. Người chồng có cái tên nghe rất là kêu nhưng lại rất vô dụng. Tự ta, sao đâu rồi ta? Ủa, đâu rồi trời? Cái gì mà em cứ xào quần hoài, đọc chữ không anh được ơi, luôn á. Anh có lấy tiền của em không vậy? Tiền gì mà lấy? Anh có lấy của em không? Trời ơi, em nghĩ sao mặt mũi anh sáng láng vậy mà anh lấy tiền của em. Trời, em xin lỗi anh. Em xin lỗi, em đã đổ thừa cho anh. Ê, ủa sao tự nhiên có khi nào em thối lộn cho khách tờ 20 thanh tờ? Ủa mày mất tờ nhiêu? 500. Đó, để chưa biết ngay mà thối lộn tờ 20 thanh tờ 500 rồi. Em đâu có ngu dữ vậy. Vợ của anh tên là Thu Ngân chứ đâu phải là thân ngu đâu mà. Thôi nha, cái tên của cha của mẹ đặt cho em nha. Giỡn, tại cái tên nói lái lại nghe nó vui vui đó chứ. Rõ ràng là bị thiếu một tờ nè. Dạ, cho em tìm anh tiến sĩ à? Anh tiến sĩ là anh có gì? Dạ, em có mẫu phẩm giao cho anh nè anh. Đi ra ngoài, ra liền, mình ra ngoài nói chuyện. Cái gì vậy? Nhận hàng thôi mà. Chứ đâu có gì mờ ám đâu mà phải đi ra ngoài. Ngồi đó, cứ vào đi em. Cho anh nè tiền. Khỏi thối nha, biết dư rồi khỏi thối. Khỏi kiểm tra luôn rồi, đi được rồi, cảm ơn nhiều. Thôi nha, anh không có lấy tờ 500 ngàn của em đâu nha. Cái tiền mà anh mới vừa trả tiền đồ cho người ta là tiền má cho đó. Má làm gì mà có tiền cho anh 500 ngàn hả? Má làm gì có tới số tiền đó? Là tiền của má đó. Đó, thấy chưa? Má nhận rồi đó. Không lẽ má nghèo tới mức độ má không có 500 ngàn cho con trai của má hay sao? Mà con nữa, con thiệt là tệ. Làm vợ cái kiểu gì đâu. Biết rằng chồng mình á, kiếm tiền ít hơn mình, ít ra cũng cho người ta vài đồng người ta dằn túi đi. Đàn ông mà không có xu dính túi coi làm sao được. Xí, má cho con phát biểu ý kiến. Được rồi. Thưa má, thí dụ má nói thì nói cho nó tới luôn. Là như thế này, chồng con á không phải là ảnh kiếm tiền ít hơn con, mà chính xác á là ảnh không kiếm ra được một đồng xu nào hết. Thì cũng đâu đó thôi. Nhưng mà con á, con làm như vậy người ta nhìn vô người ta nói con khinh thường chồng con, đồng nghĩa là con khinh thường má chồng con luôn đó. Đâu có, con đâu có bao giờ dám có cái suy nghĩ như vậy. Cái này là tự má nghĩ à. Nếu mà không dám vậy thì tốt. Dạ. Nè tiến sĩ. Dạ. Con mua cái gì đó đưa cho má coi coi con. Đây đây. Dạ thôi má, cái gì lên lầu lên nhà rồi khui ra luôn, khui ở đây không có tiện đâu má. Nè, vợ con chứ không phải cọp đâu mà con sợ đâu nha. Đưa đi má coi con mua cái gì. Dạ. Con mua cái gì đâu mà. Ủa sao mở đi ta? Trời ơi, móng tay của má mà em tưởng cái mũi dao không á. Ồ, cách nghĩ để thành công. Được à con. Cái gì đây? Bán hàng bậc cao. Trời ơi, giỏi quá vậy con. Dạy con làm giàu nữa đây nè. Ôi ôi, hay quá à. Cái gì vậy anh Sĩ? Sao suốt ngày anh cứ cắm đầu cắm cổ vô anh mua mấy cuốn sách này anh đọc hoài vậy? Ở nhà một tủ rồi. Anh đọc 7 năm nay rồi mà anh có kiếm ra được đồng xu nào không? Tại vì thời cơ chưa tới thôi chứ đâu phải anh không muốn kiếm tiền đâu. Nó nói đúng đó. Má đi coi nhiều thầy bói lắm nha. Người nào cũng nói là tiến sĩ nhà mình đó, nó trên 40 tuổi nhất định nó sẽ giàu, tỷ phú đó con. Đúng rồi. Trời ơi là trời. Em đừng có kêu trời nữa. Em đừng có làm thái độ đó, anh buồn lắm em biết không. Em nói vậy giống như là hả, anh ăn cắp tiền 500 ngàn của em vậy đó. Mặt anh sáng láng vậy, không lẽ anh đi ăn cắp 500 ngàn của vợ. Anh tự ái chứ, anh tin sĩ chứ bộ. Anh cũng có sĩ diện mà. Thấy chưa, đàn ông á, người ta có sĩ diện chứ người ta y như con nít vậy đó. Mình làm vợ mình phải lựa lời mà nói chứ. Giận rồi kìa. Tại vì má chiều ảnh nhiều quá cho nên ảnh lúc nào cũng vô con nít vậy đó. Trời đất ơi, lại là tôi có lỗi. Tôi có lỗi nữa. Thôi được rồi, tôi là người có lỗi. Dạ thôi, lỗi của con xin lỗi má. Má có lỗi con à. Thôi được rồi, má lên trển má nấu cơm còn phải đi rước cháu nội nữa. Chứ đứng đây hồi bị người ta chửi giống như ai đó nữa. Chào bác. Ai biểu lấy chồng chia cho sớm rồi bây giờ ngồi rầu rĩ. Cười người chứ vội cười lâu, nghe không? Vài bữa nữa là tới mấy người đó. Quên đi, tao chia tay với ông Bình rồi. Ê bạn nói câu gì mới hơn nữa đi. Lần này là thiệt đó. Mày thử gọi cho con Linh coi, con phản ứng của nó làm sao. Alo, giờ này không lo đi thử đồ cưới đi. Mày gọi với tao làm cái gì? Mở cái loa lên để tao nghe coi nó nói gì. Nói lại đi. Tao chia tay với ông Bình rồi. Mày còn có câu nào mới hơn nữa không? Thấy chưa? Mày thấy chưa? Trời, bạn bè chơi với nhau mười mấy năm rồi tụi tao không biết tính mày hả? Lần này á, hai tụi bay hãy chống mắt lên coi coi là thiệt hay là giả nha. Em á, đừng nghe những lời người ta thiêu dệt. Cũng đúng á, là bây giờ chị rất là hạnh phúc với chồng con của chị. Nhưng mà chị vô cùng hối hận khi phải từ bỏ con đường nghệ thuật của mình. Và hôm nay á, chấp nhận đến đây được phỏng vấn á, là để chị quay lại con đường nghệ thuật của mình. Vậy còn hai đứa con của chị thì sao? Chồng chị có cho chị quay lại không? Chị lấy chồng làm vợ chứ không phải làm ô xin. Với lại con của chị á, cũng lớn rồi. Chị gửi nhà trẻ, chị có thể đi làm được. Nếu lỡ như mà chồng chị cương quyết không cho chị quay lại thì chị sẽ chọn sự nghiệp hay là gia đình? À, chị sẽ tìm cách cân bằng, chị không muốn lựa chọn. Nhưng mà cuộc đời sẽ có những lúc buộc ta phải lựa chọn. Nếu cuộc đời á, bắt chị chọn lựa thì chị sẽ chọn theo con tim của mình, mách bảo. Chị nghe điện thoại chút xíu nha. Em nghe này chồng ơi. Em ơi, về nhà lẹ đi. Hai thằng nó giành đồ chơi đánh nhau khóc la sùm kìa. Anh không giải quyết được. Trời ơi, bà vú đâu? Tụi nó cũng không chịu, cái đòi mẹ về kìa. Thôi được rồi, em về liền. Chắc chị phải về quá. Dạ. Nếu cần thông tin gì á thì alo cho chị. Chị mới nhận vai diễn mới á. Cái đà này nè, không biết có hoàn thành tốt vai diễn mình không nữa. Thôi, chị về nha. Dạ chị. À, mà nè, mai mốt lấy chồng á, sanh con á, đừng sanh con trai nghe không? Nó quậy lắm. À mà nè, khỏi sanh đứa nào hết đi, cho nó khỏe, nghe không? À, mà chị nghĩ á, khỏi lấy chồng không em, cho nó sướng. Em cũng nghĩ đó là cách tốt nhất đó chị. Thôi chị đi về nha. Xong. Nè. Gì? Chị có biết chị đang nói gì không đó? Nửa ngày hôm nay chị đi thử áo cưới với anh Bình đó. Nhưng mà cũng may á là ông không tới. Sao không tới? Vì đó là định mệnh rồi. Nhưng mà em, chị ở cái tuổi này rồi á, chị không lấy anh Bình là không còn ai để mà lấy nữa đâu. Sao không còn? Em có biết á là chị đã trì hoãn đám cưới đi với anh Bình bao nhiêu lần rồi không? Và đây là lần quyết định cuối cùng. Vậy mà ông không tới thì xem như là định mệnh của cuộc đời chị, không phải là ổng. Ông Bình ổng tệ thiệt vậy luôn á chị. Ôi là trời. Nhưng mà không được, chị nhất quyết phải lấy anh Bình. Vì không lấy anh Bình là không có xong, không có được mà. Sao lại không được? Thì chị ai trời ơi, tại sao tôi có thể ngủ quên mà quên luôn giờ đi chụp hình cưới chứ. Trời ơi, quả tới rồi, bây giờ phải làm sao đây? Chết tôi rồi, chết tôi rồi. Có chuyện gì mà mày gọi giật ngược giật xuôi tao tới vậy hả? Ê, xạo này mày biết tao cần tiền mà mày kêu tao qua mày cho tao mượn đúng không? Mày giúp tao đi, mày giúp tao xong cái vụ này mày muốn bao nhiêu tiền tao cũng đưa cho mày mượn hết. Ê, quân tự dứt ngôn, lời nói như đinh đóng cột nha. Mày có nói vậy nha mày, bình thường tao không nhờ mày giúp tao cũng cho mày mượn tiền vậy. Vậy thì chuyện gì? Chuyện là vậy nè. Em lên phòng làm việc tìm chị mà không thấy. Ai về xuống dưới phòng chế tác này ngồi một mình vậy đó hả? Nè, em nghe đồn là chị mới hủy hôn với ông Bình đúng không? Tới tầm tuổi này rồi á, hôn nhân nó cũng khó khăn lắm chị à. Nên cái gì mình bỏ qua được thì mình bỏ qua đi, để mình còn sống lâu dài với nhau nữa chứ. Trời ơi, em nói chuyện giống như là em có vợ con đề huề vậy đó. Sao em không lo chuyện của em đi? Em suốt ngày em lại nhảy cái chuyện của chị để làm gì? Với lại em không nghe chị Diễm Diễm nói hả? Tốt nhất là không nên lấy chồng. Thề luôn á, ai mà ra đường nghe cái cô Diễm Diễm đó nói á, là bảo đảm là thiên hạ này đại loạn hết rồi. Ông Bình cũng là đàn ông, mà ông là đàn ông tốt, mà người đàn ông nào thì cũng đáng trí như nhau. Nên á, chị bỏ qua được thì bỏ qua đi. Tốt á thì em lấy đi. Trời. Chị dừng hết cho em đó. Má em có dạy em một câu: gia đình là hai chữ rất là thiêng liêng. Nên sau này khi mà em lấy vợ rồi ha, em sẽ chăm sóc vợ em chu đáo, yêu thương vợ em chung thủy, chăm sóc con cái từ A tới Z. Vậy sao? Wow, trời ơi, tôi đi vô nghe mà tôi hết hồn luôn. Tôi không biết là đến lúc đó sẽ như thế nào ta. Không biết là ông sẽ than vãn về cô vợ của ông, hay là cô vợ của ông sẽ đến đây tập gặp tất cả mọi người để than vãn về ông. Tôi chóng mắt mà coi. Nếu như mà ha, tôi lấy cô vợ nào mà giống như cô á, thì bảo đảm là tôi sẽ đi than vãn hết nguyên cái công ty này. Tôi mà thèm lấy anh đó hả? Nằm mơ đi. Hai người mỗi lần gặp nhau cứ cãi nhau như chó với mèo. Mà người ta nói á, ghét của nào trời trao của đó nha. Nằm mơ đi hả? Bây giờ bỏ qua chuyện đó. Chuyện của mày với ông Bình sao rồi? Ông gọi mày chưa? Mày đừng nhắc tên ông Bình trước mặt tao nữa được không? Từ sáng đến giờ ai cũng lải nhải tên ổng á, tao nghe tao nhức hết cả đầu luôn á. Thiệt không á? Không lẽ tới giờ này mà ông còn chưa nhớ ra? Mà tao nghĩ vậy nè, chắc là ông nhớ ra rồi á, mà ông cảm thấy tội lỗi quá trời lớn cho nên không dám gọi mày thôi. Ông có nhớ hay không nhớ tao cũng không quan tâm, tại vì tao sẽ không để ý. Lần này nghe có vẻ cứng cựa. Được, bạn thân của tao quá hay, quá hay. Nhưng mà tao để coi sao ha. Mày á, lúc nào cũng vậy á, mỗi lần mà ổng tới năn nỉ mày, nói ngọt ngào cái, mua cái gì cho ăn, rất là xông xìu. Lần này á, có lên trời hái sao cho tao, tao cũng sẽ không để ý. Thêm một lần nữa, tao chống mắt ra mà coi. Khỏe rồi đó, xong rồi đó phải không? Xong đi về đi, xong nhiệm vụ rồi, biến đi. Biến về đi, Bạch Dương sắp về rồi. Trời ơi trời, đồ ăn cháo đá bát dắt chanh bỏ vỏ là mày đó. Ê mày đừng có nói vậy hả mày? Hết nửa tháng lương mới đưa cho mày mượn rồi giờ mày nói vậy hả? Trời ơi, bạn bè tốt là bạn bè, giúp đỡ lẫn nhau, cho nhau mượn tiền là chuyện bình thường thôi mà. Có gì đâu mà cứ kể lể hoài vậy. Đúng rồi, cái đó bạn bè người ta. Tại vì người ta cho mượn tiền có chiều ngược lại. Còn tao cho mày mượn là một chiều không, không bao giờ mày trả lại cho tao ha. Chậm thôi chứ không phải là không trả. Ôi đi về đi, biến giùm đi. Đi. Đừng làm phiền nữa nha. Tao không gọi đừng tới. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, to you. Ủa hôm nay sinh nhật ai vậy? Hi, hôm nay đâu phải sinh nhật đâu. Tại vì thấy hoa với nến rồi lung linh quá. Này tiệc khác không phải tiệc sinh nhật. Em không phải là con nít để mỗi lần anh gây ra chuyện xong rồi anh lấy kẹo dỗ ngọt em. Không có, cái này thịt bò mà đâu có kẹo bánh gì đâu. Thôi đi. Cái này anh mất công làm lắm đó. Sao em nói một anh hiểu một, mà bây giờ em nói 10 anh cũng hiểu một là sao? Thì hồi đó em nói anh thích anh thật thà mà anh quá chừng thật thà luôn rồi. Em nghĩ là sau tất cả mọi chuyện chúng ta nên... Đừng nói nữa. Anh đồng ý. Sao tự nhiên hôm nay anh hiểu ý em nhanh vậy? Em mới nói có phần nửa mà giờ anh hiểu một luôn rồi hả? Cái gì mà quy về một là anh hiểu hết á. Đừng nói nữa, thêm đau lòng cũng được gì đâu. Thật ra thì anh rất là thương em, anh rất là yêu em. Nhưng mà em nói vậy rồi thì anh tôn trọng em. Ừ, để cho em quyết định đó. Vì anh cũng đồng ý hết đó. Mà cái anh lo nhất bây giờ là má của em á. Má! Ủa má? Sao tự nhiên má lên bất chợt vậy má? Thì má lên coi tụi bay chuẩn bị tới đâu rồi? Tụi con thường áo cưới rồi, nhưng mà để ngoài tiệm á. Ồ vậy hả? Hay là má lên đây để kiểm tra con gái của má coi có thử áo cưới không chứ gì? Kiểm tra cái gì mà kiểm tra? Chủ yếu là má lên đây má coi con mặc đồ cưới có đẹp hay không. Tự nhiên má thấy nồn quá. Wow, có luôn tiền đính hôn nữa hả? Ê, xem ra má lên không đúng lúc rồi cô. Má lên đúng lúc lắm, con đang có chuyện này muốn nói với má. Ui da. Chuyện gì vậy con? Dạ, ý anh Bình á là má lên đường xá xa xôi á. Bây giờ má vô trong má nghỉ ngơi rửa mặt đi, rồi có gì con sẽ nói chuyện với má sau nha má. Có gì chút nữa con nói chuyện má sau nha má. Nè nha, em nói cho anh biết, bây giờ má đã lên đây rồi, em không muốn má biết chuyện em với anh chia tay. Nên vì trước mặt má, hai đứa mình phải giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Còn sau lưng má, anh phải cách xa em 1m2 ra. Nghe rõ chưa? Chắc chưa? Chắc. Cách xa tôi ra 1m2. Cách xa tôi ra, đừng có lại gần tôi nữa. Cách xa tôi ra. Nè, anh đừng có giỡn mặt với em nghe chưa? Em không có giỡn với anh đâu đó. Anh giỡn với em làm gì? Bây giờ mình chia tay thiệt mà. Cái gì? Chia tay là sao? Má. Ôi, má. Cái hình anh mới làm hả? Ừ. Sao ghép lộ liễu vậy? Bây giờ làm gấp tượng trưng thôi. Tượng trưng thì cũng phải hả? Cho nó đẹp chút xíu. Má nhìn vô má biết rồi sao? Ráng chịu chứ sao bây giờ, chứ em khó quá, em làm luôn đi. Ồ, hình em đẹp quá ha. Trời ơi, đẹp ghê luôn á, nhìn em như công chúa. Trời, nhìn dễ thương dễ sợ. Dạ má. Má, con hơi xuống rồi má. Cái gì vậy? Hình cưới đó má. Hình cưới tụi con mới chụp ngày hôm qua đó má. Hình cưới gì mà xấu quắc vậy? Hai đứa bay ở ngoài cũng đâu có tới nổi đâu mà sao vô hình má thấy. Còn thua hình má với ba bay hồi xưa nữa đó. Không được đâu, đi chụp lại đi. À không phải, là tại vì cái thằng chụp hình á, nó sử dụng cái góc máy mới á, nó để từ trên cao xuống cho nên nhìn nó hơi bự ra vậy má. Chụp chơi cho vui thôi, chụp thử thôi, vài bữa nữa tụi con đi nước ngoài chụp bảo đảm đẹp. Dạ. Thiệt không đó? Thiệt mà má. Má khỏe chưa má? Mà hình như là nhà này không có chuyện gì không? Dạ đâu có chuyện gì đâu má. Hình như là con thấy đâu có chuyện gì đâu má. Tụi con bình thường mà. Con thấy sức khỏe của má không có ổn lắm, hay là tụi con dẫn má đi khám bệnh nha. Đi khám bệnh. Thôi. Má khỏe rồi, không có khám gì hết á. Má còn về phải lo cho đàn bò nữa. Nhưng mà má thấy cái hình gì là không ổn nha. Lo mà sắp xếp đi chụp lại liền đi, còn có 1-2 tháng nữa là đám cưới rồi đó. Dạ má yên tâm, tụi con sẽ chụp lại gấp. Thôi má đi về đó. Dạ má về cẩn thận nha má. Mà hình như cái nhà này có chuyện gì đúng không? Dạ làm gì có chuyện gì. Có chuyện gì đâu, con đâu có chuyện gì đâu má. Má con thấy là sức khỏe của má giờ này không có ổn lắm đâu. Để con đưa má đi bác sĩ liền nha má. Đi bác sĩ đi. Cái con này, má nói má không có bị cái gì hết. Biết tao sợ đi bác sĩ mà cứ tối ngày đi bác sĩ hoài. Không đủ tao về đúng không? Dạ đâu có. Yên tâm đi má, tụi con hạnh phúc dữ lắm. Dạ. Nhớ đi chụp hình lại nha. Dạ. Kiếm mấy thằng thợ nào á nổi tiếng một chút, chụp lại cho đẹp chút. Dạ kiếm người nổi tiếng với em nha. Dạ. Không có tiền thì nói, nó cho. Dạ. Chụp lại nha. Dạ chụp mà má. Dạ. Má đi về mạnh giỏi nha má. Kể từ bây giờ anh làm gì làm, chuyện gì cũng có thể quên được, nhưng mà phải giữ khoảng cách với em. Tránh xa em 1m2 ra. Không, 2m1. Nhớ chưa? Sao không cách luôn 2m rưỡi đi, xây Kim Tĩnh nằm cho nó mát. Chia tay. Chia tay rồi ha. Nhưng mà chắc lần này cũng như mấy lần trước thôi, bình thường mà. Sao lần này thấy nó không bình thường chút nào. Chắc phải đi kiếm thằng tiến sĩ hội ý quá. Biết mình có nên thử sản phẩm của mình không ta? Sao âu lo quá. Thôi phải tìm chuột bạch. Bạn Hiền buồn hả? Hay làm điếu cho nó tỉnh à. Không được vụ tao mày ơi. Với Bạch Dương là tao không hút thuốc mà. Không hút thuốc hả? Vậy thì mày càng phải hút cái điếu thuốc này nha. Cái điếu thuốc này là thuốc cai nghiện dành cho đàn ông, chắc chắn là không bao giờ nghiện lại, cai vĩnh viễn luôn á. Đĩa vừa thôi, trên đời này làm gì có cái thứ thuốc giống như vậy. Mày đừng có thấy tao hiền rồi mày gạt tao. Trên đời này á, không có những người thiên tài và không có những người mà phát minh ra được những cái đồ mới như vậy á, là tại những con người không có lòng tin vào người khác như mày á. Tao năn nỉ mày, mày thử một lần thôi, mày giúp tao đi, rồi tao giúp lại mày cái chuyện Bạch Dương, có qua có lại. Ê mày phải bạn tốt của tao không? Mày nói mày bạn tốt của tao mà mày làm gì với tao cũng có điều kiện hết là sao? Bạn tốt kỳ mày. Thì bạn tốt thì cũng phải lo cho bản thân mình trước khi mình lo cho bạn thân đúng không? Thì mình là bạn nhau, khách sáo gì, có qua có lại, muốn nhờ vả gì nhờ thoải mái, tao giúp cho. Vậy bây giờ mày nghĩ cách mày giúp tao làm lành với em Dương đi. Rồi tao làm lành với em Dương được thì tao ủng hộ sản phẩm của mày. Trời ơi ba, cái chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nghe nè, chị nghe thầy dạy nè, mà nhớ kỹ lời thầy dạy nha trò. Mày nói đi mày ngay quá. Đàn ông là phải biết nhã ngọc hung tơ. Phụ nữ người ta thích những cái điều mà ngọt ngào, mình phải điểm ngay điểm quyệt đó thì mình mới có thể mà nè, coi nè, không có nói nhiều nữa, để thầy ra tay cho trò bắt trước nha. Giờ mới đi chợ hả? Mới chợ về hả? Mệt không? Massage cho nha. Massage cho khỏe lại nè, rồi kiếm chỗ ngồi nghỉ ngơi, anh canh quán cho nha. Ủa anh sao anh làm như bữa nay anh ăn trúng cái gì đó phải không? Không, anh không có ăn cái gì đâu nha, anh uống cà phê của vợ pha đó mà vợ pha cà phê ngon ớ là ngon, không có người vợ nào có thể pha một ly cà phê ngon như vợ của anh được luôn á. Anh uống ly nào? Ly cà phê ở đây nè. Vợ pha ngon ới là ngon à. Trời ơi cái ly đó đâu phải em pha cho anh đâu. Chú Cúc. Trời ơi em pha cho chú Sáu ở tầng 9 đó. Không biết có ai uống hết trơn mà cứ Mày có làm sai bài không vậy? Không, thầy gặp ca khó rồi. Trời ơi, thường phụ nữ người ta thích những lời ngọt ngào, nhưng mà vợ của thầy không có thích ngọt ngào. Chắc vợ của thầy không còn là phụ nữ kể từ khi mà vợ thầy là má của con của thầy á. Vậy là vợ mày không được bình thường hả? Thầy rối rồi, thầy nói chuyện không có được bình thường đâu. Thôi thầy đi nghe. Ê, đừng đi với thầy lãnh đạn. Trời đất ơi, làm gì vậy? Hai đứa gây lộn với nhau nữa phải không? Trời ơi là trời, quán đã như vậy rồi mà cứ gây với nhau hoài thì làm sao làm ăn nó nổi đi. Nó muốn vợ chồng con cũng gây lộn với nhau thì mới kêu anh đừng bao giờ xuất hiện ở cái quán này nữa là được. Nói vậy mà nghe được đó. Con à con, vợ chồng thì phải biết quan tâm nhau trong những lúc khó khăn, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn đó. Thấy người ta làm không ra tiền rồi khinh dễ người ta thì còn đâu là đạo lý nữa. Má coi quán giùm con nha, con đi giao cà phê á. Ok. Trời đất ơi, con dâu cái kiểu gì mà mẹ chồng đang nói chuyện bỏ ngang như vậy đó. Giao cà phê cái gì? Đi lo tụm ba tụm bậy với mấy cái con trên lầu ba chứ, là đi giao cà phê cái gì? Thật là sảng khoái. Sao nó nói sảng khoái mà mặt nó kỳ vậy? Sao nó đơ dữ vậy trời? Tao buồn quá tụi ơi. Sao cuộc đời của tao nó không bao giờ mà nó như tao mong muốn. Tao chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Tao chỉ muốn đi trên mặt đất. Tao đâu có muốn bay tuốt ở trên kia đâu. Mà ông chồng tao lúc nào cũng lơ lửng ở chín tầng mây, lúc nào cũng mơ mộng, không bao giờ ông sống được một cuộc sống thực tế như tao. Sao kìa? Thì ông phải sống đúng với cái tên mà ba má ông đặt ra chứ. Còn mày nữa, hôm nay rảnh rỗi thì ra đây tâm sự vậy? Không có rảnh đâu ha. Chẳng qua là tại vì tao bắt ổng xuống coi quán cho tao, rồi tao ra đây tao than thở với tụi bay đó. Trời đất ơi, ham vui quá. Bởi vậy người ta nói mà tới bây giờ tao mới thấm. Dù gì lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Mày hát nữa là tao tát cho mày cái nữa à. Bớt đi nghe. Nghĩ sao ham vui cho cố vô. Lấy chồng sớm làm gì để bây giờ ngồi đây mà rú quá trời. Cứ như tao nè, thấy không? Xinh đẹp sexy, tự do tự tại, cứ nghĩ mình là single. Để làm gì? Để lấy chồng Tây. Lấy chồng Tây là phải có chân dài. Đó, mày thấy không? Chân dài thấy không? Dạ thấy không? Chưa chắc chân ai dài hơn ai. Đó, đó, đó. Thấy không? Đây, bớt đi. Mày ngựa quá làm gì vậy? Thật sự luôn á, muốn làm một cái điều gì đó cũng không được luôn á. Mày thấy không? Mày lấy chồng Tây á, người ta biết chăm lo cho con cái, rồi người ta còn ga lăng nữa. Thôi mày bớt đi. Lần nào mày nói mày lấy chồng Tây á là y như rằng tối hôm đó tao ngủ tao nằm mơ, tao thấy mày với ông Nam về chung một nhà đó. Mày tuyệt đối không được nhắc đến từ Nam trước mặt tao nghe chưa? Không bao giờ nghe chưa? Dù đàn ông trên thế giới này có chết hết thì cũng không, ông cũng không có cửa. Để rồi coi, tao sẽ chống mắt lên coi mày với ông Nam về chung một nhà đó. Tao nói cho tụi bay nghe, người ta kêu là có duyên có số là dồ lấy nhau thôi, biết không? Chạy trời không khỏi nắng đâu. Thế nào rồi hai đứa nó cũng sẽ về chung một nhà thôi. Còn tao thì đang đầu thối ruột thôi nè. Cái gì nữa? Tao với ông Bình chia tay rồi, bây giờ vẫn ở chung một nhà, làm sao mà dứt ra được? Cái kệ mày chứ, mày chọn mà. Thì đó, cái câu đó nó cũng sẽ vô luôn được cái câu là có duyên có số thì sẽ dồ lấy nhau. Giống như con Linh nè, trước sau gì nó cũng sẽ dồ lấy ông Nam thôi. Tao đã nói mày không được nhắc đến ông Nam trước mặt tao mà. Dạ Nam ám. Ê, ê, tao nói thiệt á, tao không nói giỡn đâu, trước sau gì hai đứa cũng tới với nhau à. Nè, đừng nói làm gì đó. Tính trốn tôi hả? Ủa, mắc mới gì tôi phải trốn? Ở đây là công ty mà, tôi đứng chơi không được hả? Làm gì vậy? Ê! Cô đó nha, đi làm thì ăn mặc đồ công sở cho nó đàng hoàng vô. Đi làm mà tưởng đi dự tiệc hay sao mà ăn mặc sexy hở hang vậy hả? Sexy hả? Hở hang hả? Nè, kệ tôi đi. Ủa, công ty mình đâu có quy định phải ăn mặc như thế nào đâu. Anh đừng xen vô đời tư của tôi chứ. Thì tôi không có xen vô đời tư của cô. Nhưng mà ít nhất là cô cũng phải tập trung vô công việc. Đừng có mà tập trung vô cái chuyện mình ăn bận rồi đến ảnh hưởng đến là nhà in đợi bài viết của cô biết không? Có một mình cô là chưa nộp bài viết đó. Còn câu khác nói không? Lúc nào gặp anh cũng có mỗi câu này nói với tôi rồi. Thì tôi với cô đâu có chuyện gì để nói đâu. Vậy sao? Không có chuyện gì để nói hả? May quá, không có chuyện gì để nói mà tôi còn mệt như vậy rồi đó. Ê! Trời. Hay quá ha. Đi làm thì ăn mặc hở hang vậy. Ủa ta, vậy cô ở một mình cô cũng ăn mặc hở hang vậy. Để cái này trúng gió rồi ai lo cho cổ trời. Cái chân váy này nè, cái viền em cho nó màu vàng đậm hơn cho chị nha. Màu này thì nó bị lợt quá, không đẹp. Còn cái váy tím bên đây á, em phải đính một cái nơ lên ngay chỗ cái cổ áo. Xong rồi em đính một cái hộp nhỏ xíu cho chị, cho nó nữ tính hơn. Tôi nghĩ là trong công ty này hình như có một người không phù hợp để làm việc ở đây. Nè, nhà in đang gọi cô. Nè, stop. Làm ơn check email giùm tôi rồi hãy nói chuyện với tôi. Còn bây giờ, tao không thích nói chuyện với những người có phe, có cánh. Ý mà hôm nay hình như hai người mặc cùng tông hồng với nhau á nhờ. Mày nghĩ sao vậy? Cái này màu tím, cái đó màu hồng. Mày bị màu màu hả? Con gái rất là thích ngọt, tăng gấp đôi lượng đường bảo đảm ngọt tới nóc luôn. Nè, ông mới nói gì vậy? Xuống đây. Gì vậy? Gì con gái thích ngọt? Ông đừng nói ông mua cái này á để ông định con Dương nha. Ông mà đưa cho nó cái này là nó đá ông văng liền luôn. Mắc mớ gì đá tôi? Thiệt tôi không hiểu hai người có yêu nhau thật sự hay không mà không đứa nào biết sở thích của nhau. Con Dương nó thích uống cà phê ít sữa, nó rất là ghét ngọt. Nghĩ sao mà ông mua cho nó một ly trà sữa với lượng đường gấp đôi? Ông muốn nó bị tiểu đường, xong nó đá ông ra khỏi đường luôn hả? Trời ơi, xém xíu về giường luôn rồi. Ui, nghe cái lời thằng âm binh tiến sĩ này xém xíu tan vỡ cuộc tình của tôi rồi. Gì? Đâu có, tôi biết bà thích ngọt á, tôi mua cái này tặng bà. Uống đi, ngọt lắm. Tôi biết ông chẳng tốt lành gì đâu. Thôi mà ông có lòng thì tôi nhận. Vậy Bạch Dương thích gì vậy? Biết ngay mà, nó ăn chay. Ăn chay hả? Chay nào vậy? Mới về hả? Ăn cơm. Ngồi đi. Để anh bỏ bông ra cho nó đẹp. Em biết cái bình bông để đâu không? Em không nhớ. Thấy chưa? Em cũng lâu lâu hay quên với vậy mà em cứ đổ thừa là có một mình anh quên. Ừ, đúng rồi. Anh có biết là ngày này tháng trước anh đã đập vỡ cái bình bông không? Mấy cái chuyện không vui đó chúng ta đừng có nên nhớ, mình hãy quên nó đi. Không sao, anh có cách. Hey, không có cái bình bông mình để đỡ cái máy xay sinh tố đi. Anh định cúng ai vậy? Cái gì cúng? Không có, anh thấy mỗi lần mà ngày rằm mà má anh ăn cái gì trang trọng là lúc nào cũng có bông cúc hết đó. Trời ơi, Ôi ơi cũng quên cái bông này đi. Bây giờ anh làm cái này là bảo đảm là lung linh, là em thấy nó lãng mạn liền. Quẹt đố em cái hột quẹt ở đâu luôn á. Cái hột quẹt dùng hàng ngày mà anh còn không nhớ nó ở đâu thì anh nhớ cái gì nữa hả anh? Không nhớ bỏ qua đi, không mấy mình để đây cho nó là nó đẹp rồi. Cái này mới là cúng nè, sao anh không đem luôn ba cái nhang ra cho đủ bộ? Phải có ba nhang nữa hả? Để qua hàng xóm xin. Trời ơi anh ơi, là anh sao anh cứ chọc điên em hoài vậy? Anh tính làm cho nó đẹp thôi. Thôi quên vụ đèn cày, quên vụ bông đi, mấy mình ăn đi, ăn cơm chay đồ chay. Tự nhiên hôm nay nấu đồ chay. Anh đâu có nấu cho anh đâu, anh nấu cho em đó. Anh nghe đồn là em thích ăn chay dữ lắm. Ai đồn? Gia Linh. Anh ở với em bao nhiêu lâu rồi, anh có thấy em ăn chay bao giờ chưa? Lúc nó đồn là anh nghi có cái mùi gì nó gạt anh rồi, vậy mà cũng nghe rồi. Cái con đồn bậy tùm bạ không. Mà anh nghĩ là không mấy lâu lâu mình đổi qua mình ăn chay cũng tốt mà em. Vừa đẹp da nè, giảm tánh nóng, tịnh tâm hay tha thứ cho người khác dễ. Không mấy em ăn giùm anh, cảm ơn. Ăn thử một miếng, thử một miếng. Sao em? Đắng cay mặn ngọt, cứng giòn, dẻo dai gì nói anh nghe. Sao? Em làm thái độ vậy là sao? Ý em nói là anh nấu dở, em nhìn đẹp không? Đẹp không? Đẹp vậy mà sao dở được? Em làm quá đáng. Tình yêu của em với anh giống như miếng đậu hũ anh vừa phun ra, nó lạc nhách mà không có mùi vị gì hết. Thậm chí nó còn có thể đi cúng nữa đó anh. Em xin chào người đàn ông của thất bại. Nhìn mặt buồn bã chán nản vậy là biết chưa giảng hòa được đúng không? Mới vừa mở cửa quán tràn vô một cái ngồi một đống, khách đi qua đi lại tưởng giang hồ bảo kê, đâu ai dám vô. Một cuộc tình tan vỡ nữa mày ơi, chắc chia tay quá. Cái gì? Cái gì mà nghe thê thảm quá vậy? Chia tay thiệt luôn hả? Không có hàn gắn được hả? Trời ơi, đã nói rồi, đàn ông á, là mình phải biết sử dụng tuyệt chiêu. Mình dùng nhu không được thì mình phải dùng cương. Mình cương lên, mình mạnh mẽ lên. Đòi chia tay, người ta mới sợ. Mình phải cương lên. Cương lên. Cương lên. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Cương lên. Chính xác. Đi mua 5 kg cà phê đi. Hả? Mua cà phê. Cương lên. Mẹ lên. Cái gì? Em vừa mà nói cái gì? Nói lại nghe một lần nữa thôi. Em đi, tôi biết rồi. Mua 5 kg cà phê chứ gì. Nghĩ sao cái mặt tôi đi mua 5 kg cà phê? Cái chuyện đó là chuyện nhỏ nhặt, chuyện của phụ nữ, chuyện của đàn bà. Người đàn ông trụ cột của gia đình là phải làm chuyện lớn. Cái chuyện lớn hãy để tôi làm. Ok. Nói là phải nói cho chính xác, nghe chưa? Là tại vì anh không làm được những chuyện lớn cho nên anh phải làm những chuyện nhỏ nhặt. Không, tại tôi bị bắt làm những chuyện nhỏ nhặt riết cho nên tôi không có thời gian làm chuyện lớn. Nghĩ sao một người đàn ông bắt chở con đi học, đón con về, tắm cho con ăn, dọn dẹp quét rửa nhà cửa thì làm sao tôi có thể làm những cái chuyện mà đại sự của cuộc đời của tôi được? Làm sao tôi có thời gian nghiên cứu cái thuốc cai nghiện quá được? Vậy té ra là bây giờ ý của anh là anh sắp sửa nghiên cứu thành công và anh sắp giàu rồi đúng không? Chính xác. Tỷ phú đối tôi là một ngày gần, không còn xa nữa đâu. Rồi đây những sản phẩm của tôi sẽ được bán ra nước ngoài. Cả thế giới sẽ biết tới tên tôi sẽ làm rạng danh đất nước của mình. Wow. Thôi. Được thôi. Thôi đừng quăng lựu đạn nữa, quăng lựu đạn bên đó mà dính qua bên đây miễn luôn rồi. Không sao hết nè. Nếu mà nói như vậy là sắp giàu rồi đúng không? Ừ. Rồi giàu rồi vậy thôi em đi. Đi đâu? Đi mua cà phê. Không có được đi chơi nghe chưa? Đâu? Giàu rồi đi mua cà phê chứ. Đi về nhà. Về nhà làm gì? Về nhà đốt hết mấy cái cuốn sách mà học làm giàu của anh đó. Tại vì giàu rồi mà. Không. Học làm giàu nữa làm cái gì? Hả? Không. Bực bội hả? Dạ. Đừng đốt sách là hạ sách. Đốt sách không có được đâu, giờ mà đốt sách là... Vậy chứ bây giờ muốn làm sao? Bội. Dạ vậy đừng đốt sách nó hạ sách đó. Để anh đi mua cà phê cho. Ui thằng Huy, mày mới nói tao cương lên phải mạnh mẽ lên chứ sao mày xìu vậy? Hồi nãy tao mới dạy mày 2 điều. Ừ, dùng nhu không được thì dùng cương. Hồi nãy mày kêu tao dùng cương không được thì tao phải dùng nhu thôi. Mày không được, mày dạy tao vậy mày phải làm vậy, tự nhiên cái mày hàng ngang vậy. Không, đối với ai tao không biết chứ đối với vợ tao á rồi tao hiểu tính cách lắm, vợ tao nói là làm không có giờ nói giỡn đâu. Nhưng mà còn một điều nữa nãy tao quên dặn mày. Cái gì nữa? Nữ mà mình bước vô bước đường cùng là mình phải sử dụng cái tuyệt chiêu cuối cùng á là đòi sống đòi chết thì người phụ nữ mới có thể tha thứ tội cho mình được, mày hiểu không? Đòi sống đòi chết thiệt hả? Đòi sống đòi chết. Phải làm gì thiệt luôn hả? Để đừng cản tao, để tao về tao đòi chết với vợ tao, vợ tao không có đốt sách đâu. Chứ bây giờ tao mà không đi mua cà phê là vợ tao giết tao chết à. Thôi mày hàng tiếp đi. Còn quán giùm tao nghe. Hàng tiếp đi. Tại nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nếu em không đến thì... Sẽ sao chị? ..3.. Chết rồi! Hết cả hồn. ..3 là ký hiệu riêng của hai anh chị đúng không? Tào lao. Ký hiệu riêng gì? Thì ông viết là ..3 thì chị đọc là ..3 thôi. Trời chết rồi chị ơi, chết rồi. ..3 có nghĩa là mấy cái người mà hay chán đời, họ ghi thư tuyệt mệnh rồi họ đi tự tử. Chết rồi, có khi nào mà ông đi tự tử không chị? Trời ơi, sao mà đàn ông đàn an gì mà yếu đuối quá vậy trời. Chị nghĩ là chắc là có ai quân sư quạt mo cho ổng á. Nhưng mà bây giờ sao chị? Có tới không? Nhưng mà không, chị phải tới. Vì nếu như mà ảnh có chuyện gì xảy ra thì mình còn cứu được, chứ không mình lại mình ân hận hết cả đời đó chị. Chị không có lo là ổng sẽ tự tử, tại vì chị biết ổng không có gan. Vậy là chị sai rồi. Những người mà si tình thì họ có thể làm tất cả mọi thứ cho tình yêu của họ, ngay kể cả chuyện chết vì tình yêu. Cũng đúng ha. Nhưng mà chị lại không có nhớ lần đầu tiên là chị với ông gặp nhau ở đâu. Trời ơi, cái ông nội này đang hết bao nhiêu là việc mà còn gây thêm phiền. Nít ở sớm này sao nó phá dễ sợ, ngày nào đi ngang nó cũng bôi dấu người ta hết trơn à. Trà sữa nhà làm mà nó bôi 2 dấu. Trà sữa nhà làm kỳ cục. Mời quý khách ngồi. Mời quý khách ngồi luôn. Muốn gì tao làm nè. Muốn gì? Cho ly cà phê, ít sữa, ít đường, ít đá. Cho em 1 ly giống như vậy. Sao làm gì mà cọc cằn quá vậy? Có chuyện gì hả? Mày hỏi ông tiến sĩ chồng mày kìa. Trời! Có biết cái gì đâu, tự nhiên hỏi người ta. Ủa mà nói nghe nè. Nói thiệt cho tôi nghe đi. Anh với lại ông Bình từ sáng giờ anh mua gì hả? Nhìn cái mặt anh nghi lắm. Mua gì đâu, mặt anh lúc nào mà không khả nghi vậy. Mọi chuyện rồi thằng Bình nó tự quyết nó làm, anh biết gì đâu. Tôi nói cho các người nghe nha, tôi đã tới quán nó rồi nhưng mà tôi không thấy ai hết. Sau này có chết chóc gì thì tự chịu, tôi không chịu trách nhiệm hay chưa? Quán nào, làm gì có quán nào. Nó nói là ở chùa Ngọc Hoàng mà. Ủa sao là chùa Ngọc Hoàng? Sao là chùa Ngọc Hoàng hả chị? Trời ơi, tin được không? Có khi nào ảnh quên không? Không, là chị quên. Mà không phải chị quên nữa, tại chị tưởng là ổng hẹn đến nơi mà hai đứa hẹn hò nhau lần đầu tiên, chứ đâu có biết mà ổng hẹn đến cái nơi mà lần đầu tiên ổng nhìn thấy chị. Trời ơi, không được không? Để là anh lớn đâu là nhất mà. Giờ này ông đứng đó hát nữa hả? Nó chạy đi kiếm ông đi chứ để ông làm chuyện gì dại dột là sao? Má ơi! Cái gì vậy? Má ơi! Cái gì vậy? Anh định cạo đầu đi tu. Mà đang cạo giữa chừng cái anh nhớ anh chưa dặn tiến sĩ đừng nói vụ này em biết. Thôi công chuyện báo động đã xong, đi cạo đầu tiếp anh. Anh bị điên rồi! Tình yêu anh